Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống thiên tai cho cán bộ giáo viên và học sinh giai đoạn 2024 đến năm 2029, Long An sẽ triển khai phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành nông nghiệp để đưa nội dung phòng chống và giảm nhẹ thiên tai vào chương trình giảng dạy tại các cấp học. Theo đó, từ năm 2024 đến 2026, các trường sẽ tích hợp kiến thức phòng chống thiên tai vào chương trình học thông qua việc sử dụng tài liệu, tổ chức hoạt động giáo dục và đào tạo giáo viên. Đến năm 2029, 90% cơ sở giáo dục sẽ triển khai tích hợp nội dung phòng chống thiên tai trong các môn học và 100% giáo viên sẽ được tập huấn nâng cao kỹ năng ứng phó. Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm 100% cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, đặc biệt ít nhất 50% học sinh tiểu học và trung học cơ sở cùng 100% học sinh trung học phổ thông sẽ được tham gia các hoạt động tập quấn về nhận thức và kỹ năng phòng chống thiên tai. Được biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều loại hình thiên tai như nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở đất. Trong năm 2023, thiên tai đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 21,7 tỷ đồng.